Sau màn debut đầy thành công với single Eleven, thì vào ngày 5 tháng 4 của 2 năm trước, Ivy đã cho ra mắt MV mang tên Love Dive. Lần này, các thành viên Ive đã khoe visual thăng hạng gấp nhiều lần cùng giai điệu bắt tai. Ngoài ra, 6 cô gái còn mang tới những ẩn ý về Narcissistic và thần Cupid. Hãy cùng Lily K-pop giải mã MV này ngay nhé! Love Dive là ca khúc thể hiện mong muốn, mọi người thay vì do dự thì hãy lao vào tình yêu. Trong buổi thông cáo báo chí, Ive chia sẻ đây là ca khúc truyền tải thông điệp về sự độc lập và thể hiện phong cách nhóm muốn theo đuổi trong tương lai. Thành viên Yujin cũng giải thích thêm, tựa đề bài hát là một cách chơi chữ thú vị, có thể hiểu theo hai cách khác nhau. Họ mong muốn các cô gái hãy dũng cảm lao vào tình yêu. Ngoài ra, tên fandom của Ive là Dive, thể hiện họ yêu người hâm mộ của mình rất nhiều. Qua video quảng bá mang tên Dear Cupid, chúng ta được biết trong MV lần này, các cô gái hóa thân thành 6 vị thần tình yêu. 6 nữ thần tình yêu sống trong một căn nhà lớn, ẩn sâu trong những đám mây. Sử sách miêu tả, Cupid là một bé trai không bao giờ lớn, có đôi cánh màu trắng, luôn mang theo mình cung và mũi tên. Cả thần tiên hay người phàm giới, khi trúng mũi tên của thần Cupid, sẽ yêu người đầu tiên mình nhìn thấy một cách say đắm. Trong MV, khi mũi tên Cupid lao tới, người hiện lên đầu tiên trước mắt khán giả là 6 cô gái Ive, thể hiện cho khao khát có được sự yêu mến của khán giả trong tương lai. Trong ca khúc, các cô gái Ive hát rằng được biết, Love Dive được truyền cảm hứng từ Narcissus trong thần thoại Hy Lạp. Theo đó, Narcissus là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Anh được người đời ca ngợi hết lời nên dần trở nên kiêu căng. Do quá tự cao nên mỗi khi nhận được lời tỏ tình, Narcissus đều lạnh lùng từ chối, làm các cô gái đó bị tổn thương. Một vị tiên tri nói rằng Narcissus sẽ sống rất lâu, nhưng để được như vậy, anh nhất định không được nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Tuy nhiên, trong một lần đi vào rừng, anh thấy một hồ nước tĩnh lặng như gương. Khi cúi người xuống uống một ngụm nước, Narcissus nhận ra hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước quá đẹp và phải lòng nó. Anh ta mê mẩn, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình dưới mặt nước. Cứ ngắm như vậy cho đến khi chết đi, hóa thành một bông hoa thủy tiên. Từ câu chuyện này, thậm chí các nhà khoa học còn đặt tên cho hội chứng rối loạn nhân cách ái kỷ là Narcissistic. Ngoài lời bài hát, thì trong MV Love Dive cũng có nhiều phân cảnh có liên quan đến câu chuyện của Narcissus. Từ liêu xêu ở dưới hồ nước, gã ân soi gương, vũ đạo soi gương, cho đến hành động quay vào nhau chỉ tay vào đối phương. Ở điệp khúc và đoạn kết của ca khúc Eleven, Ive hát rằng bạn ở ngay trước mặt tôi phản chiếu trong ánh mắt ấy, tôi yêu cậu mất rồi. Đoạn này như đang thể hiện lại câu chuyện của Narcissus, anh ta phải lòng hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước. Ngoài ra, MV Eleven còn có phân cảnh Yujin nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới mặt nước. Trên đây là phần giải mã của MV Love Dive. Bạn nghĩ sao về thông điệp mà 6 cô gái đã truyền tải? Hãy chia sẻ cảm nghĩ ở dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.